tiếp tục vào việc căn này. 1,8 tỏi quý chị, hai mặt tiền nha. Đây, trên quy hoạch có luôn anh chị nha. Đây là cái đường nha. Quý chị thấy người ta mở cửa sổ không? Cửa ra bên hông không? Cực kỳ thoáng luôn quý chị ạ. Sổ hồng hoàn công, vị trí tuyệt vời đẹp. Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, ngay vòng xoay An Phú, ngay bệnh viện An Phú, ngay khu công nghiệp V-Ship 1, ngay khu dân cư Việt Sinh. Đó, anh chị nghe là anh chị sẽ biết ha. Ở tại thành phố Thuận An mà những cái vị trí em Hải vừa nêu tên là vị trí vàng đó quý chị ha. Căn nhà này có khác, 3 phòng ngủ, có 1,8 tỏi thôi, cực kỳ mê luôn anh chị ha. Cái đường này trên sổ á, tên sổ là 4m anh chị nhá, nhưng mà ở đây mỗi nhà sử dụng thêm 1m làm cái sân trước nên là hơi chật. Còn trên sổ tổng đường này từ mép nhà này qua mép nhà này là 4m quý anh chị nhá. Có trên sổ nhá, ngang 4m3, dài hơn 11m. Tổng 51m2, thổ cư full và nhà hoàn công, nhà cấp 4 mà hoàn công luôn đó quý anh chị ha. Sổ hồng hoàn công. Phía trên nó sẽ có hai cái phòng ngủ, phía dưới đây sẽ có một cái nữa là ba cái phòng ngủ, phòng khách này, quý anh chị ha. 51m2 khá là rộng chứ cũng không phải là chật đâu quý anh chị nhá, mà thổ cư full nha quý anh chị nhá. Đây, cái phòng ngủ dưới này mình làm kho hay làm phòng ngủ dưới tùy anh chị mình. Nhà bếp sau này. Ở trên đây có gác quý anh chị ạ, trên đây cái gác của mình này. Đó. Bếp ăn đây và dưới đây có một cái nhà vệ sinh đúng không quý anh chị? Còn cái lối này thoát ra cái đường bên này quý anh chị đây, mở cái cửa bên hông nữa quý anh chị thấy không? Đó, còn ở phía trên này, quý anh chị nhìn ở phía trên đi. Thêm hai cái phòng ngủ nữa phía trên này cho anh chị mình xem. Đó, bên đây một phòng ngủ, bên đây một phòng ngủ. Cái phòng ngủ bên đây là có nhà vệ sinh bên trong luôn anh chị nhá. Xịn sò nha. Vậy là căn nhà cấp 4 có gác mà 3 phòng ngủ anh chị vừa xem nha. Vị trí thì đẹp rồi quý anh chị nha. 1,8 tỏi, nói chuyện thêm. Anh chị thấy phù hợp vào việc